Người dùng Apple sẽ sớm có thể gửi và nhận tin nhắn từ iMessage trên máy tính chạy hệ điều hành Windows. Ngoài nhắn tin, các chức năng khác như thực hiện và nhận cuộc gọi, xem thông báo cũng được tích hợp theo Insider. Cụ thể, số lượng nhỏ người dùng trong Windows Insider cộng đồng người dùng Windows trực tiếp được tiếp cận các tính năng mới và đóng góp ý kiến phản hồi sẽ nhận bản thử nghiệm ứng dụng PhoneLink cho iOS trên Windows 11 bắt đầu từ ngày 1 tháng 3. Theo Microsoft cho biết trong một bài đăng trên blog, ứng dụng Phone Link trước đây là cho phone trên Android đã hoạt động từ khá lâu. Nó tạo ra một nó tạo ra một giao diện giúp người dùng truy cập tin nhắn trên các thiết bị Android thông qua máy tính. Do mới chỉ là bản thử nghiệm, ứng dụng này sẽ chỉ hỗ trợ các chức năng cơ bản như nhắn tin hay gọi điện và không thể nhắn tin trong nhóm hoặc gửi file phương tiện. Bên cạnh đó, dù Phone Link không hỗ trợ chia sẻ ảnh, nhưng đây là một dấu hiệu khác cho thấy các dịch vụ của Microsoft và Apple đang trở nên gắn bó với nhau hơn. Sau khi iCloud Photos xuất hiện trên Windows 11, được biết, việc tích hợp Phone Link trên Messages là một phần thú vị của bản cập nhật mới trên Windows 11. Thứ còn lại là việc đưa chatbot Bing AI vào thanh tìm kiếm của hệ điều hành.